gone already? Yes. Oh, spring in the air. Yes. Spring in the air. Spring in the air. Hello các bạn. Hôm nay nghĩa là ngày thứ hai của mùa xuân năm nay, nghĩa là mùa xuân. Trời hôm nay là khoảng đâu rồi 5 độ C đó các bạn. Take a picture. You take a picture. Oh, you take back the record video again. Yeah. Oh, that's good. Thank you. Yeah. Hit the stick. Yeah. Nghĩa là vừa rồi trên cái tờ kia có nói là Việt Nam chọn bầu trong thứ hạng về hạnh phúc nhất thế giới, thì Canada vẫn giữ top 5, còn Việt Nam thì tụt hạng xuống khoảng 94 của thế giới. Nói đây cũng xíu mà mệt rồi các bạn ơi. Nghĩ rằng là Việt Nam phải đứng hàng nhất. Tại vì don't pin grass yet. Ở bên kia là still spring. Là hạng năm. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi á, là các bạn cũng biết là Canada đâu có được ai để tìm qua đâu. Không. Còn Việt Nam á là phải đứng hàng nhất. Ngồi đây cái nói chuyện với các bạn, nghĩa là Việt Nam phải đứng hàng nhất, tại vì mỗi năm là 14 tỷ đưa vào Việt Nam. Bây giờ nghĩa là người nhà Việt Kiều gửi về cho các bạn. Tóc dài quá các bạn, tóc chó thôi bay. Cho nên á, Việt Nam phải đứng hàng thứ nhất đó. Chứ bên Canada thì mình ở đây đã gần nửa thế kỷ rồi, nhưng mà đâu có ai gửi tiền cho mình đâu. Việt Nam thấy không, đứng hàng nhất đó. Nhất hết á, uống bia cũng là hàng tỷ và lít luôn, rồi tiền gửi về cũng hàng tỷ bạc luôn, rồi nghĩa là ví dụ như là săn lãi hay là săn lãi gà, săn lãi vịt, săn lãi heo gì đó, như là khi mà đầy ấp trong bụng rồi á thì là lúc đó họ mới báo ra cho biết. Chứ thử hỏi coi, một cái con săn lãi từ trong thịt heo trứng thôi, nó khi vào